Chúa nói với tôi như thế này: con hãy rao giảng để dân ta có thể tự do thờ phượng ta. Có quá nhiều thứ đang trói buộc cuộc đời của họ: bệnh tật, ma quỷ, tội lỗi, những lãnh đạo không tin kính, hệ thống tôn giáo, sự cai trị đe dọa đã khiến cho dân ta yếu hèn và nhát sợ, không có đức tin và sức mạnh cần thiết để vươn lên và sống đắc thắng. Con cũng hãy nói để dân ta được trang bị không chỉ là kiến thức, mà trang bị một nhận thức. Nhận thức rằng ta luôn ở bên họ, ở trong họ, và quyền năng của ta có thể bứt đứt mọi thế lực cầm buộc, không một thứ gì mạnh hơn ta. Cánh tay ta đã giơ ra là chắc chắn có sự cứu rỗi, và tay ta đang giơ trên họ ngay giờ này. Cũng hãy nói để dân ta biết rằng, và đừng sợ nữa, có vô số người đang hy sinh tận hiến vì danh ta. Họ vui khi ta vui, họ buồn khi ta buồn, không ai biết họ, nhưng ta biết rõ họ. Họ đang cùng ta chăm sóc các chiên thơ của ta. Nhưng ngược lại, cũng hãy nói để dân ta biết là có rất nhiều những người hiện nay không đang làm cái việc mà ta đã từng kêu gọi họ làm. Họ đang núp ở chỗ an toàn, họ đang tìm kiếm sự an toàn, họ đang nghỉ ngơi trong khi chưa đến lúc nghỉ ngơi. Họ không muốn làm phiền lòng Chúa của đời này. Họ đã lầm lạc, nguội lạnh, thối lui, và khiến cho dân ta cũng lầm lạc như họ. Ta muốn nói rằng hãy trở lại, hãy thức tỉnh, đừng ngụy biện nữa, đừng tự lừa dối mình nữa. Ta sẽ làm nhanh, và ta sẽ dấy lên một thế hệ lãnh đạo trẻ theo lòng ta và ý ta. Chính họ sẽ làm thành ý muốn của ta. Thân của ta sẽ ở trên họ và mãi mãi ở trên họ. Họ sẽ làm gương sáng cho dân của ta. Đó là điều mà tôi nhận được khi tôi cầu nguyện cho hội thánh của Ngài.